Hello. Hello anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của ZS. Lại là một tuần mới và địch xong nhận hai trang bị. Cũng thú vị anh em. Mỗi một con hai vàng này chắc mình sẽ bán hết đi thôi nhé. Và sẽ see you again after chuỗi thua. A few moments later. Hai anh em đây, mình sau chuyện thua và mình đang có chuyện chưa có gì lắm. Ủa để sang chuyện thua nhưng mà trận này còn 89 máu nhỉ, luôn đi anh em. Đây luôn nhá, tại vì bởi vì là vòng sau là vòng 5 mình cũng có tỷ lệ nó ra tướng 3 vàng 4 vàng nhiều hơn là áp luân sớm nhé. Chỗ này mình thừa tiền mà. Em bình tâm hơn chưa hay là nước mắt rơi suốt đêm? Chứ bên gì anh em ơi, giáp vòng mệnh và cái kia thì chắc là thể cân nhắc giữa thú hoặc là hắc ám anh em ơi. Môn này của em dạo này như thế nào? Bây giờ em muốn anh sao? Khá cân kèo đấy, chưa biết trận này thắng hay thua. Chưa biết được anh em ơi. Chỉ chơi thôi. Đã đi cập đặng hết đầm nạ, đám này là ngon này. Silent. Sao cập đặng mà nó vẫn... Mình cảm giác chiêu Nalit này hơi bé. Con chiêu Nalit này to hơn một tí à. Đấy cái này cũng ngon. Đấy cái này đánh được rồng nữa. Đây gì bây giờ anh em? Cái này chắc quan trọng hơn. Lấy này đi. Và chúng ta sẽ đánh hắc ám trận này nhé. Một ngày của em dạo là như thế nào? Tiêu xin đôi không được, trợ thủ không nhỉ, là mình bán trợ thủ không nhỉ, lỡ ông lấy trợ thủ 4 con voi, mình 2 con Alice. Vậy thì thôi em đừng khóc nữa. What is my target? The door. I am the good. What is my aim? Fire. Shall I compare thee to a summer's day? À, cần nhắc đánh trận thủ hơn anh em ơi.
Ê, quả dầu lấy ngọc đại em nhỉ? Ta lấy thương cũng ok, thương còn hơn nhỉ. Ngọc đại thì con Nakoth sẽ ulti được luôn, nhưng mà thương cũng ngon nhỉ. 5-6 vừa đủ lên luôn này, nhưng mà không mua được con voi. Alip bán đi mua lại sau cũng được này. Voi ở đây. Hai con nguyên tố hay là lấy thêm con pháp sư nữa nhỉ? Pháp sư 1. Không lấy nhưng mà Rock đấy sao cũng được. Cũng gần luôn. Lầu 2 khỏe quá, lầu 2 cầm đồ gì đấy. Chịu rồi. Rồi, ra con này trước anh em ơi, ra con Nakoth trước. Ra con Nakoth trước à? Có cần bao nhiêu đồ để nó ulti nhỉ? 60, 65. 65 là một nửa mà cần cọc đại nữa không? Một phát đánh thường, hai phát đánh thường, ba phát đánh thường, một lâu lắm em. Lo gánh không? Quất voi anh em ơi. Trận này là khánh trợ thủ là sáng suốt rồi, đánh voi thôi. Cứ cầm voi về cho anh em đỡ phải chơi nhé. Nhưng mà mình cũng không định đánh đâu. Yêu. Nomad ngon hơn. Lau một cái lau hai cũng ok. Thương bắt bên này. Sẽ bắt một con kia thôi. Đa phần bắt là hai con này thôi, không bắt được con lau được không? Vấn là cốt này mình sợ không ulti được nhỉ? Nên mình ném cho con lau hay con gì khác nhỉ? Là cốt này cũng trông cũng đều uy tín lắm, flow xin đôi này. Ok luôn. Cho con lau nó nhiều đam hơn. Này trông thế gai à, cái gì đấy? Voi ulti à? Voi ulti thua em. Học đại. Ấy. Giờ liền, giờ liền. Gọi gì được nấy anh em ơi, gọi gì được nấy mà. Thế anh voi không nhỉ? Tại vì bây giờ oh, trợ thủ đi, lâu cũng đánh trợ thủ. Nhớ. Cũng nhớ trợ thủ, không biết đánh trợ thủ thế nào. Cho thêm một ngọc đại nữa cho rồng nữa anh em ơi. Thêm một ngọc đại cho rồng. Hai ngọc đại trận này. Tiêu bùng. Ôi không được, lo xuyên hết bây giờ rồi, xuyên đôi về mà như thế. Cho ai lấy thử Alibaba không nhỉ, nhưng mà 100 sát thương phép mỗi đợt này. Nếu con từ 2 lên 3 nó cũng không khác biệt nhiều lắm nhỉ. Nếu kiểu Garena làm kiểu từ 2 lên 3 nó kiểu một sự khác biệt hẳn hẳn lên ấy.
kiểu một con như kiểu Yon ba, Yon ba khác biệt con Yon hai lắm, nhưng mà các con khác ba thì không khác nhiều. Chuyện không ai đánh Yon à? Này. Trông nhìn bốn thế thôi nhưng mà cảm giác cái nhiều đam lắm em. Hiểu kiểu gì? Lo bắt Alice của mình, bắt Anita của mình. Được. Lo xiên phát này. Xiên đôi đúng rồi. Dính Noman đúng rồi. Lo xiên phát nữa. Cầm lại. Đúng rồi, team mã không được ulti. Rồng. Mời ăn rồng anh em ơi. Nếu mà có tướng thì mình sẽ ném ngọc đại cho Nakoth xong mình thành cái đồ 40 mana chứ con chơi cho con rồng nhỉ. Hay mình định chơi thế nào ta? Thế này thì con Nakoth không ulti được luôn nhưng mà có thêm trợ thủ này. Thêm con Nakoth nữa cho mình. Chắc bán một con Daxi, một con Anete đi. Thường mình bán Anete hơn, bán Daxi. Daxi cũng ít kiếm. Thế bây giờ mình đi tìm nắp, tìm rồng tí thôi anh em. Trận này lên lên tạm khá là sớm ấy. Eo cũng được ta. Cho Sephiroth lên trước nữa. Rõ là thiếu thốn đam nhỉ, chết rồi bỏ hai con floor đi hơi thiếu đam. Quyết định hơi sai lầm. Để không chữ cũng chưa có con rồng ý. Quả đấy mình định ra con rồng là đánh được á. Mà nó lại chưa có rồng mất rồi. Mười con rồng mà. Thì thế nào nhỉ? Okay, chắc thế này thôi anh em ơi. Đấy, hợp lý. Cứ phải gọi hợp lý. Cho ngọc đại cho con rồng ngon hơn nhỉ, xong rồi cho con Nakoth cái kia thôi. Sao đấy không nên bán hai con floor kia. Vi phạm của rời thật. Sao làm bố được rồi đấy. Ai thương bắt bên kia. Thương bắt bên này à. Magic pervades everything. Ôi Nakoth.
gì dữ con cát này. Ôi dòng khỏe thế. Vẫn còn giáp phòng mệnh nữa. À con này có Gaia mà sao. Con rồng mình nó không khỏe thế đâu. Rồng mình yếu nhớt à. Thơ tạm mà. Voi à. Voi mình sợ không muốn tiêu được. Mà Loco à. Tao Victor uy tín hơn vì con Victor nó có cái đốt. Đi Rock cũng được nhưng mà thêm tanh ngon hơn anh em. Rồng trâu thật. Rồng khạc hai lần. Nakot mà con Nakot này mình phải để con này ở đây thì đã hơi. Hơi lên 9 nhỉ, hay lên 9 đi. 8, 8 con rồng. Lên rồng 2 cũng được mà thôi khả. Lên 9. Lên 9 tìm thêm tìm con cát thôi anh em. Vội lắm rồi. Đang khỏe mà. Chơi ai lên 9 không? Lên 9 rồi. Anh em dạo này như đánh Eco lên 9 nhiều có sao ấy. Em không roll ở level 8 nữa. Còn nhiều rồng ấy. Ám còn nhiều rồng. Đi lắp 2. Để thêm pháp sư không nhỉ? Phù thủy không? Phù thủy đi. Có Lily, chơi Lily cũng được không? Cho nó Adis xuống nó cầm lặng, tôi là dân ca con. Đi rác thì sao? Thôi đi rác đứng đây nhé. Đi rác này cũng gánh được này. Sephira đứng giữa cầm đồ tanh rồi này, nó hồi máu này. Ta bắt con Zeal này. Đi rác 2 sấy này. Rồng này khả năng làm đánh con rồng dùng một lần thôi nhỉ? Xong rồi cho con đi rác đồ không? Đi rác sấy cũng ra nhiều đam quá nhỉ. Đi rác hai điên phết đấy anh em ơi. Cho nó thử tí đồ nhé. Cầm thử tí đồ đi. Con rồng này thổi một lần xong rồi vứt đi thôi. Vứt xò xát đi rồi. Chắc cần vả nhau để trang bị ý nữa. Chết rồng anh em ơi. Đánh này thì ai mà đỡ được. Đánh này ai đỡ được. Trời ơi, lại còn vả nhau lấy trang bị nữa. Chơi game không hề cố ý mà rất là cố tình anh em ơi. Giờ thiếu con thên đúng không? Thiếu con thên, thiếu con này đúng không? Cát bạn này quái gì nhỉ? Tẻ đang sao anh em. Chơi game đã có con cát 2 rồi, mình thì chưa thấy truy hồn đâu. Ừ, quên mất mình. Này đánh chế độ vả nhau lấy đồ. Chứ phát truy hồn nào. Đây con rồng mình cầm có truy hồn, cầm Gaia nữa là. Vót cát phải gọi bằng bố này. Mà ba lại trợ thủ mà hai bạn kia không biết roll 8 không? Chắc phải khó roll đấy nhỉ. Roll 8 làm gì mà lấy được nhiều đồ thế. Khỏe quá. Biết nói gì. Biết nói gì hơn. Con cát xuống bên đáy bên kia mong dòng thổi vào đúng đáy bên đấy được này. Nên mình bắt bạn này cũng được này. Bắt bạn thương này cũng được. Thên. Bắt góc này cũng được anh em ơi. Bắt góc này đi. Bắt góc này nhỉ. Nhiều von cát. Hơi sợ bạn von cát 2 này. Thôi bắt góc này nhá. Cát 2 sẽ thổi cho là thổi vào đây. Thì mình đẩy một góc lên cũng được. Bắt vào con Darcy này. Nakot ulti luôn, dòng ulti luôn, đi rắc sấy. Azenka ulti phát nữa. Cầm lặng. Khó chịu chơi game mà. Ô con thê này có choi. Ôi con thê này có choi. Mãi đi, lại xin thêm tí đồ rồi. Lại xin thêm tí đồ rồi anh em ơi. Xin tí nhá. Đấy, hai con này lên 9 này. Này chắc luôn ít. Sao vẫn còn Nakot 2 con cắt. Thầy tăng sao. Rồng 1. Đếm sách thánh nhỉ. Đếm sách thánh đi.
Cho con Alice câm lặng cũng được, mà cho con Azenka cũng được. Lặng cũng hay. Rất một mệnh người ném về cho ai nhỉ? Để ném đồ này cho con Sephira là ulti sớm hơn cũng được. Mình cho cái giáp bổ mệnh cho con Dirac cũng được. Dirac cầm sách thánh nó cũng khá là uy tín. 40, 60. Đánh thường một phát là nó ulti. Nó kiểu ulti đi em. Một sấy này. Hai đánh thường, ba đánh thường. Dirac cầm sách thánh này hợp quá. Bủ cho phát nữa. Dirac gánh ấy. Thế là mình chưa bao giờ thấy các bạn nào chơi Dirac 3 bao giờ nhỉ? Chắc trường hợp Dirac 3 chắc hơi khó. Cho con Sephira đi, mình muốn Sephira mình ulti sớm sớm tí nó hồi máu cho anh em. Mình sẽ cho cái giáp mệnh của con. Có lại bạn nữa đi à? Bạn có biết chơi game không vậy? Bạn có chơi game được không vậy? Chắc là các bạn chơi game được không vậy? Rồng lên. Ném cho ai? Đó là mệnh con này sẽ ném cho con Tisrak nhé. Lily. Không thể con thên nhỉ? Lily 2 luôn. Thằng Lily trận này nhỉ? Dòm thổi xấu này, bác hai thương à. Hai thương bạn này mình tí nữa mình cân nhắc mình đảo tướng một tí nhá. Thì rắc mình làm sao rồi? Chả làm sao rồi. Hay quá, mình gặp cả hai bạn này luôn, nếu mà mình vào được ai mình chả vào được ai. Mình muốn lấy con Lily 2 không? Nhiều bạn anh thêm không? Chắc Lily không cần lên 2 em. Lily 2 hơi phí rồi gì. I was doing fine without you. Say your stupid lie. Tear away from mine. Giving into all emotions. Hey, this is what you want. Is this who you are? I was doing fine without you. Say a stupid lie, tear away from mine. Giving into all emotions. Ngon, bạn này thắng bạn kia này. Hết bạn hai bạn này không phai vào được nhau này. Thế là trận sau mình sẽ lấy được đồ của bạn đấy. Khoái đấy. Khoái đấy em ơi, khoái đấy. Nhưng mà các bạn hai thương kia mình phải xử bạn ấy một tí nhá. Hai thương này hơi khó chịu đấy. Chứ thêm thì thêm bao nhiêu bạn cơ? 5 con thêm mà đúng không? Cái nhất mình thích thêm hơn. Đồ cho thêm được, 3 đồ cho thêm mà. Lily này cho vào làm cảnh. Hai thương bắt đáy bên này đúng không? Tí mình đá sang bên góc bên kia nhá. Khi hồn bạn thương bắt ở bên này thôi. Anette anh tay một em vừa đến hai kích hệ thôi. Đi tìm mấy phát nhá, đi tìm thêm phát nhá. Thêm hơn thêm ba đồ này cho con khác không bị bắt này. đào góc tí. Con cát rồng thổi góc chéo bên này đúng không? Chuẩn truy hồn để chỉnh cho con cát bên kia đúng không? Con cát vẫn ở góc bên kia thôi. Gì? Ai phát chín mạng? Tên này. Tên này. Justice Knights to me! No matter how strong the wind, I will not be blown away.
was doing fine without you. Say a stupid lie, tell why. Xin tí đồ anh em ơi, xin tí đồ. Xin tí đồ. Bạn này con cắt 2 thêm 2 thắng mình à? Thằng đét anh em ơi. Vẫn thua một tí máu, xin tí máu, xin tí tiết. Hai thương. Thêm đồ gì nhỉ? Thêm đồ choi không? Choi con vuông cát này. Nhiều đồ quá. Nhiều đồ quá. Ê, ê, ê. Thương bắt đáy đúng không? Hai thương thì các bạn đỡ từ gì? Các bạn cắt này. Ủa, tóc kia, Sephira. Sephira 2 đúng không? Voncat ở đây, hello Voncat. Say goodbye to your Voncat đi à vừa. Voncat của chúng tôi này. Thảm sát anh em ơi. Cuộc thảm sát ở Nam Kinh. Trời ơi. Thảm sát. Con có này nhiều đam ấy. Đam quá nhỉ. Hot pick quá nhỉ. Trợ thủ cũng hot pick quá nhỉ. Ai ai cũng tránh trợ thủ. Ê mình vả hết đúng không? Mình vả bao nhiêu bạn rồi? 1, 2, 3, 4. Phải nửa bản đồ ấy, ít nhất là một nửa bản đồ ấy, một nửa bản đồ ấy làm thảm sát tới tay mình ấy anh em, mày điên. Đấy vậy thôi, biết mình lấy đây kết thúc giúp này, trận này đồ cũng đẹp, nên là thế đó. Bạn thích tiếp trên thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh. Ok, bye bye.